Morning. Trời ơi, bữa giờ mưa quá trời mưa luôn. Mưa đã trôi hết ký ức của tôi và mấy thằng crush cũ rồi. Tôi nghĩ nha, là tôi cần phải crush thêm hả? Mấy cái người mới cho nó đau lòng. Sống thanh thản mà không có vui. Hi hi hi. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Luna Đào. Làm cái lớp này để gửi một chút năng lượng tín hiệu lên vũ trụ. Nè đó, coi đó vũ trụ dạo này đó, đã thấy trời nắng gì không? Thấy trời nắng thì tưởng ngon lành ha, mấy bà ngon ra phơi xù lệp su chiên đi. Mưa xuống cái ầm cái hả, vô sách chạy không kịp luôn á. Bữa giờ hả, thời tiết thì tôi nghĩ là vũ trụ đang mở cẩm đó. Thôi mình gửi CV đi, cho mình gửi CV với mấy bà. Có thể là mấy cơn mưa Sài Gòn bữa giờ nó làm cho tôi tâm tính hơi thay đổi. Cho nên tôi đã sau một số chục crush mà bà làm chục như cút lộn xào xa té vậy đó, thì tôi đã quên hẳn họ rồi, đã quên hẳn crush cũ rồi. Cho nên mong là vũ trụ hãy gửi đến cho con những hương vị mới, giờ để con hơi lạc miệng. Routine thoát ế và make up gieo duyên bắt đầu thôi. Đầu tiên là hãy tắm gội đầu đè để trôi hết những cái khấm khú và những cái kỷ niệm suy nghĩ cũ kỹ ra ngoài nha. Cái cũ không đi thì làm sao cái mới có thể tới được chứ. Thật sự đó là sau khi tổn thương mà cảm thấy sợ thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà đó, đừng có như vậy mà tự triệt tiêu cơ hội của mình nha. Kể cả có thử nhiều lần sau đó mà nó không như ý nguyện, chỉ cần đổi hướng nhìn thôi. Nếu chúng ta khôn ra đó, chúng ta vừa có khả năng được thử nhiều món để ý như một bàn buffet, lại còn có con mắt tin tưởng hơn, chọn được hàng tuyển nữa. Cho nên đó, không biết ai mới là gà, không biết ai là hạt thóc nha. Bây giờ thì phải chăm cái làn da thôi. Bữa giờ da của Luna nó có hơi khô mà nó có mẩn đỏ, Luna có dán một cái miếng nhắn mụn ở đây nè. Cho nên bây giờ Luna sẽ đặc biệt sử dụng một em kem dưỡng ẩm làm sáng mà cực kỳ dịu nhẹ luôn, để có thể thoa một cái lớp dày rồi làm mặt nạ luôn. Hoa lên cái nó tan ra mà cảm giác là mát mát hạ quả liền luôn á mấy bà. Gửi một xíu năng lượng lên vũ trụ liền nha mấy bà. Người ta hay nói đó, truyền thuyết râm ra hồi xưa hay nói là ghét của nào trời trao của đó, cho nên là hả. Trời ơi, con cực kỳ ghét man vừa đẹp trai vừa lãng mạn, là rất là ghét. Tài chính ổn định nên là ghét không chịu được, ghét lắm đấy. Lại đang bực bực nha, thoa cái kem lên đó, cái nó tone it down, mát mát cái da là cảm thấy ổn liền luôn á. Thêm ngậm cà phê nữa là bình tĩnh ngay lập tức. Bởi khoa học đã có chứng minh, khi mà bạn buồn vì trai đừng có khóc, cũng đừng có đi nhậu hay là mua cái gì đó khác. Khi buồn vì trai hãy mua hũ kem. Mua hũ kem rồi bạn vẫn buồn, nhưng mà bạn đẹp, da của bạn sẽ cảm ơn bạn sau đó. Trong lúc mà chờ mặt nạ 5-10 phút cho đó push chill á, thì Luna sẽ đọc tiếp chuyện dòng sông huyền bí. Luna đọc bữa giờ Luna ưng bụng của cái bà này nè. Nữ thần chiến tranh, bà đi tới đâu đánh lộn tới đó. Cái nơi tôi á, trộm dí mà, tôi biết là sẽ trộm dí mà. Tuy là thiếu vitamin trai, cái mặt có hơi cọc cọc xíu, nhưng mà có ceramide, có centella asiatica, có niacinamide để làm dịu với lại làm sáng cái làn da này lên. Lột cái miếng picker này ra đi. Ủa? Bây giờ thì sẽ vô phần make up nha. Những cái tip make up thì có thể gây quyến luyến, make up gieo duyên đồ đó. Đầu tiên nha, cái make up look này là phải khiến cho cả hai cùng vui. Tại vì biết sao, Luna vẫn luôn hay ra rả là chúng ta trang điểm cho bản thân chứ không phải là cho người khác. Cho nên nếu thực sự mà chúng ta vẫn còn cảm thấy chưa có thoải mái, hay là mình làm bất cứ cái điều gì mà nó chưa phải dành cho bản thân mình trước tiên thì đừng có làm. Chứ mà nếu những điều sau đây mà bạn cũng thích thì rất có thể là đối phương cũng thích đó, dựa trên đó hả. Tôi test biết bao nhiêu thật, tôi test biết bao nhiêu người rồi đó. Bởi giờ hả, Sài Gòn thì có hơi mưa đó. Nhưng mà lỡ ngoài trời không muốn mà mình muốn tự mưa thì sao? Mình muốn tự vòng với đối phương. Cho nên là hả, Luna sẽ lựa chọn một em kem nền mà có độ che phủ cao một xíu. Một giọt hay là đủ rồi. Chết. Thôi ham lời rồi. Nhưng để cho cái làn da của mình nó dịu và nó moist hơn, thì để cho nó có thể làm dịu những cái nốt này, Luna sẽ tiếp tục sử dụng cái em kem dưỡng mà nãy giờ Luna rất là ưng. Mà bữa giờ Luna rất là ưng em bé Skintific này, chúng ta sẽ sử dụng em ấy tiếp nha. Về xe đỏ hiệp khờ.
Một mẹo dành cho những bạn mới bắt đầu nha, thì Luna sẽ thoa kem nền đó theo vị trí ngôi sao năm cánh 1, 2, 3, 4, 5. Làm như vậy thì khi mà tán ra thì cái sáng nó sẽ từ trọng tâm nó ra ngoài, nó sẽ khiến cho gương mặt của mình nó thon gọn hơn những cái phần rìa. Chứ thường là chúng ta sẽ hay quẹt nền ở đây, xong chúng ta đánh xong á sẽ bị là cái mặt nó hơi nó bư ra, nó chành hoành như là cái bánh bèo luôn. Mới bị cái trường hợp mà ủa bình thường không trang điểm thì cũng ổn là ta, nhưng mà tự nhiên sau trang điểm nó thấy cái mặt nó tè quầy hoặc là phải đánh khối rất là nhiều thì không có. Chúng ta sẽ cho cái phần nền đó để cho cái ánh sáng ngôi sao năm cánh thôi, nó từ trọng tâm nó ra ngoài nha. Da như vậy là đã ổn rồi, không cần concealer luôn. Cái kiểu đánh này là hai bên này nó đã tương đối gradient, cũng có thể skip luôn cả cái bước đánh khối. Bây giờ thì phủ thêm xíu phấn thôi. Miếng mơ hồng nha. Thuốc. Em đi. Má hồng thì Luna không có đánh xéo lên mà Luna đánh gương bên trong đây, để cho ngũ quan của mình ở gương vị chính giữa, nó khiến cái gương mặt của mình thon gọn hơn và nó cũng ở trong nó nhiều thịt hơn. Tại vì á, chúng ta đánh lên đây thì nó sẽ khiến cho cái mặt mình hơi xếp một xíu, mà đặc biệt nếu ai mà có giảm cân thì cái thịt mình nó bị sệ xuống đây nè. Cho nên thực chất là chúng ta gom vô để khiến gương mặt nó nụn nhiều. Đó, đó chính là mục tiêu nha. Hai lời thêm miếng má hồng bột nữa cho nó giữ chắc hơn. Ding. Này sẽ khiến chúng ta hát tuổi đó, nó gom vào trong cái gương mặt của chúng ta trẻ ra ít nhất là 10 tuổi. Má hồng xoay xuyển rồi đó. Em nào đã có người yêu đâu, em vừa đang sợ ấy đây này, má hồng trắng khờ. Đó. Ổn ha. Trộn cái bà kem dưỡng vô á, cái là nó khác bột liền. Đi chơi là lát vui liền. Nói chứ lâu lâu có bồ đi, có bồ cũng vui đó. Tại vì có những lúc mà mình sẽ cần một người để chia sẻ đó. Nếu như mà có những lúc mà bạn cảm thấy yếu lòng mà bạn cô đơn và cần một người để chia sẻ, gọi cho tôi, tôi sẽ đi nhậu với bạn. Nếu như mà có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi và cần một bờ vai để nương tựa, tôi ở đây, tôi sẽ nhậu với bạn. Ý tôi đang muốn nói là tôi đang rất thích nhậu đó. 2, 3. Yeah! Trộm vía nó dừng khoảng chừng là 2 giây để chi ăn cái làn da bị dị ứng mà nó vẫn có bình phục kịp thời. Tại vì bữa giờ Luna sử dụng cái em bé Skin Defect này nè, nghe đồn mà Sam Sang là con bé top 1 Indo về mảng skin care đó. Nhỏ nhưng mà có giỏ nha. Đánh rồi. Rất là dâm mì luôn, nhẹ nhàng mà dưỡng sáng da của chúng ta trong vòng 14 ngày với những thành phần dưỡng trắng rất là dịu dàng và ổn áp. Alpha Arbutin Tranexamic Acid nè mọi người. Đặc biệt là còn có một thành phần độc quyền của nhà Skin Defect mà đã được nghiên cứu lâm sàng, đó là MSH Niacinamide, sẽ có hiệu quả gấp 10 lần Niacinamide thông thường luôn. Ngoài ra còn có Cerapine này, chiết xuất từ rau má Centella Asiatica. Cho nên bữa giờ những cái nốt đực của Luna nó giảm dịu dàng đi rất là nhiều, còn giúp làn da của chúng ta hỗ trợ cái hàng rào mà tự bảo vệ da nữa, nói chung là ổn định. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phần rất là quan trọng, đó là đôi mắt cửa sổ tâm hồn rồi đó. Mình nhìn thẳng trong cái mắt của nhau là biết là đối phương có đang tập trung vào câu chuyện của mình hay không liền. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau định hình cái khung chân mày trước, để chúng ta coi là cái phần mà mắt của chúng ta sẽ sụn lún như thế nào, ok? Và tiếp theo là đến phần bầu mắt nha. Mình muốn có một đôi mắt lon lan lon lan, mà nó lại không có bị make up quá. Thì thay vì sử dụng nhũ mắt thì chúng ta sẽ sử dụng phấn highlight nha, để làm một lớp lót. Và chúng ta sẽ sử dụng khối đi, cho cái màu nâu nó tự nhiên hơn. Trời, có cái bản này nó tàn nữa. Quyến khối nha. Thay vì sử dụng bầu mắt thì sử dụng cái khối luôn cho nó tự nhiên. Đó. Ổn ha. Đánh kiểu đánh mù quáng. Mù quáng như cách mà chúng ta tin lời thằng Tết cũ đó. Đừng có bỏ quên cái mắt dưới nữa nha, để cho cái bầu mắt nó tròn trụi hơn. Highlight lên phần bầu mắt. Đó, nhìn sao cái mí nó sẽ trồi lên một cách rất là vừa vặn thôi. Xíu lên cái khung chân mười đi. Ok. Ok lắm. Tiếp theo đến phần eyeliner, để có một đôi mắt mà tròn xoa như con nai Barbie, con nai vàng ngơ ngác đạp nát khô rừng già. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chấm vào giữa con ngươi. Lộn. Chấm vô phần giữa của về mắt trước nha, để cái ánh nhìn nó tròn một bên. Đó, mọi người thấy bên đây nó tròn lên. Sau đó lên tiếp theo, bên đây hai bên để cho nó đều chút.
để cái điểm nhìn của chúng ta tròn xoe lại. Sau đó là chúng ta sẽ dần dần bo tròn lên hết cái con mắt của mình. Đó, thấy khác bọt chưa? Khác bọt chưa? Còn cái phần đá đuôi ha thì tùy hỷ, tùy khẩu vị nha. Mấy bạn có thể đá ngang kiểu ngang tàn, đừng hòng trá trị, hoặc là đá xéo kiểu sắc bén thôi, đừng hòng gài kèo chị muốn vấn đề không ràng buộc hả? Biến biến biến. Finish move cái môi với một lớp phân dưỡng cho đó ha, kissable. Nhưng mà hả, ai mà chưa đi phép vào đời hôn là giả cái cát cho bỏ liền cho mấy má. Tôi xong cái môi cái lạ ngoài kia trời mưa rồi kìa. Mong là hả, mưa trôi cái cuốn trôi, một cái anh nào hả bên ngoài ấm áp, bên trong nhiều xiềng tới ngay trước cửa. Ông mong mình nhiều quá, taxi mong có nhiêu đó thôi. Xịt thêm một miếng nước bông nha. Xịt, xịt. Cái tên là Love Don't Be Shy, tình yêu là đừng ngại ngùng đó. Sấn tới đi, sấn tới đi. Đó là tinh thần của thời đại nha. Thực chất thời đại mới rồi, cọc cũng có thể đi tìm trâu vậy. Trâu mà ổn ổn là cọc cố đầu con trâu liền rồi đó. Đi tìm con trâu khác, ok. And we finish. Yên tâm đi, các bạn mà làm hết những cái routine thoát ế này hả, bạn vẫn ế. Nhưng mà bạn đẹp thì bạn sao? Bạn có giá thì bạn làm giá, bạn làm mình làm bẫy được lên. Điện mơ một chút sự yêu lý lịch của con bé mà đã hỗ trợ chúng ta rất là nhiều với cái làn da cục súp ẩm ương và đang cố thoát ế lần này nha. Tên đầy đủ của con bé này là MSH Niacinamide Brightening Moisture Gel, đến từ nhà Skintific. No one hả, về ngành skincare Indo đó. Chất gel mỏng nhẹ nha, như có như không, tan thành nước ngay vào da luôn. Gần như là không có mùi nha, chỉ có một cái mùi một xíu khoa học, một xíu y tế, siết lạ tầm nụ. Dưỡng trắng dịu dàng nha, với hai hợp chất mà làm sáng cực kỳ dịu nhẹ, đó là Alpha Arbutin Tranexamic Acid. Và đặc biệt với công thức độc quyền MHS Niacinamide, hiệu quả gấp 10 lần Niacinamide thông thường luôn. Ngoài ra còn có chiết xuất rau má nè, Centella Asiatica và 5X Ceramide nữa đó. Mờ những cái đốm đau nè và hả, làm sáng những cái làn da mệt mỏi xỉn mờ. Mục tiêu của chuyện mà chúng ta tìm kiếm bất cứ cái điều gì, nó có thể là một cái người nào đó hoặc một cái tình cảm nào đó, cốt yếu là không phải để sở hữu cái người đó thôi, mà phải khiến cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn. Cho nên á, độc thân cũng nên chất lượng, mà có bồ cũng nên chất lượng nha, chứ không phải chỉ cần sở hữu một cách vô tội vạ, kiểu như có người yêu mà không có làm mình hạnh phúc hơn, mà thì ra là sóng gió từ cái người đó mà ra thì no, không nên. Nhưng mà vũ trụ ơi, con đã sẵn sàng để có bồ rồi, và bởi vì đây là blog giao duyên cho nên mọi người cũng có thể comment cái nguyện vọng của bệnh dưới nhà, muốn sang muối nè, muốn sang sang sao, và comment ở bên dưới luôn. Ngay khi có blog này phát hành thì Luna cũng sẽ comment bên dưới. Tôi là Luna Đào và sau đây là mọi người lý tưởng của mình. Còn mọi người thì sao hả? Giữ sức khỏe, coi vấp thật là vui nha. Bây giờ thì chào tạm biệt, bye bye.